Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Một trong những nội dung nhấn mạnh tại cuộc họp là cần khắc phục những bất cập trong công tác tiêm chủng vaccine phòng dịch COVID-19. Theo đánh giá của Sở Y tế thành phố, hiện nay vẫn còn tình trạng tụ tập đông người ở một số điểm tiêm chủng. Nguyên nhân là do phần lớn người dân không đi tiêm chủng theo đúng thời gian quy định. Chính vì vậy, đề nghị các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác phân luồng giãn cách. Đồng thời, Sở Y tế đang cùng với các địa phương khảo sát nghiên cứu mở thêm một số điểm tiêm. Tại các quận huyện, công tác phòng chống dịch tiếp tục được triển khai tích cực. Đồng thời phối hợp với CDC Đà Nẵng để nghiên cứu tháo dỡ một số khu phong tỏa trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, tuy tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang ngày càng có diễn biến tích cực, nhưng các ca mắc vẫn còn phức tạp. Vì vậy, Bí thư Thành ủy đề nghị lãnh đạo các địa phương phải phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, trực tiếp xuống kiểm tra công tác phòng chống dịch, nhất là ở các khu vực có ca dương tính. Đồng thời đề nghị cần khắc phục ngay những hạn chế bất cập trong công tác tiêm chủng hiện nay trên địa bàn. Tôi đề nghị tăng cường cái công tác kiểm tra. Nếu phát hiện thấy ở đâu mà cái việc tổ chức tiêm không đảm bảo yêu cầu thì thứ nhất là dừng cái việc tiêm ở đấy lại và ngừng cái việc cấp vaccine và cho cái địa phương đấy. Cái thứ ba nữa là tôi yêu cầu là kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo được giao phụ trách ở đây. Còn đồng chí bí thư, đồng chí chủ tịch thì phải chịu trách nhiệm trước ban chỉ đạo về cái việc đó. Chứ các đồng chí không thể để cái tình trạng là lộn xộn như thế này cứ kéo dài mãi. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh khẳng định thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở thêm một số các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh, đồng thời đề nghị quận huyện cần chủ động phát huy vai trò, tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong thực tế triển khai một số hoạt động đã được cho phép mở lại hiện nay. Những nội dung gì mà đã cho phép rồi, đề nghị các đồng chí là hỗ trợ để xử lý sớm cho người dân. Văn bản thì không thể nói hết được, các đồng chí này, chứ còn các đồng chí mà cứ chẻ chữ ra đó thì không thể nào triển khai được. Tôi cho nội dung đó thì các cái nhân lực nó phải đi kèm, chứ mà cho mà mở ra mà không có người thì không có được. Đó nè, thế thì các đồng chí phải chủ động và linh hoạt cái này xử lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Sở Y tế thành phố và CDC Đà Nẵng tiếp tục có rà soát, đánh giá lại các công tác phòng chống dịch, công tác tiêm chủng và nhấn mạnh hiện nay các loại vaccine đã được cấp phép đều là những vaccine đảm bảo. Vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiếp cận sớm nhất. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục có những biện pháp phòng chống dịch phù hợp và tiến tới sớm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian đến.